Outlander N30SA Music Server tham chiếu nguồn rời được vinh danh Editor Choice Award 2021. N30SA là thiết kế music server thuộc nhóm sản phẩm đầu bảng của thương hiệu Outlander, được trang bị những công nghệ chống nhiễu tinh vi hàng đầu. Máy chủ nhạc số này sở hữu bộ nguồn rời độc lập, kết hợp bộ tạo song chủ có thiết kế đặc biệt giúp truyền tải tín hiệu digital Hi-Res có nhiễu jitter siêu thấp. Outlander N30SA là thiết kế music server đầu tiên của hãng có cấu trúc chassis đôi nhằm cách ly nhiễu điện nguồn và nhiễu tín hiệu mạng tách riêng khỏi mạch xử lý. Mỗi chassis đều sở hữu kết cấu vỏ bằng nhôm rất dày, được CNC chính xác cho phép ngăn nhiễu xuyên âm, nhiễu điện từ trường và chống rung tối ưu. Mặt trước của máy trang bị màn hình LCD màu cỡ lớn cho phép hiển thị thông tin trực quan. Thuộc nhóm music server đầu bảng của Outlander, N30SA được ưu tiên thừa hưởng gần như toàn bộ những công nghệ kỹ thuật tốt nhất, tinh vi nhất hiện nay. Bên trong, N30SA sử dụng một chip CPU quad-core với điện năng tiêu thụ thấp. Hệ thống RAM của máy đạt 8GB với bộ lưu trữ SSD lên tới 8TB và bộ nhớ đệm SSD 480GB. Cổng LAN của N30SA được cách ly nhiễu hai lớp, đảm bảo khử tối ưu các loại nhiễu sóng radio, sóng không dây từ thiết bị di động và Internet router. Bên trong, bộ cấp nguồn tuyến tính độc lập của N30SA sử dụng nhiều siêu tụ dành riêng cho chức năng lưu điện, đảm bảo độ ổn định và an toàn cho thiết bị cũng như dữ liệu nhạc số lưu trong ổ SSD. Music server này trang bị bộ tạo xung đẳng nhiệt OXCO cao cấp, giúp truyền tải tín hiệu digital có nhiễu jitter thấp, độ chính xác bitrate cao. Ở cấp độ xử lý nhiễu jitter cao hơn, người dùng có thể kết nối N30SA với các bộ club ngoài. Khai thác nguồn phát streaming ở cấp độ tham chiếu nhờ trang bị bộ nguồn độc lập và những kỹ thuật khử nhiễu jitter hàng đầu, N30SA mang lại những sân khấu trình diễn có độ thuần khiết ấn tượng nhưng đồng thời có độ ngọt tự nhiên. Thiết bị này hoàn toàn xứng đáng dẫn đầu bảng xếp hạng Music Server của năm trong danh sách giải thưởng Editor's Choice Award 2021.